vô hiệu hóa. Rùng rợn, sự thật bức cung bị lộ trong vụ án oan Nguyễn Thành Trấn. 3.699 ngày đầy ám ảnh tại trại giam Kế. Thưa quý vị, nhà tù là một xã hội thu nhỏ với đầy đủ những cung bậc tình cảm, hỉ nộ, ái ố. Nơi đó có những màn lễ cung theo kiểu luật rừng và những đêm thức trắng viết đơn kêu oan. Vụ án oan hy hữu xảy ra với người nông dân Nguyễn Thành Trấn ở Bắc Giang đã làm rúng động cả nước. Trong lịch sử tư pháp Việt Nam, có lẽ chưa có ai đi tù oan lâu đến thế. Rùng rợn hơn khi câu chuyện 9 ngày bức cung kinh hoàng bức cung để kết án cũng được phơi bày. 3.699 ngày oan trái trong cảnh nhà tù đã khiến ông nông dân chất phác từ người minh mẫn khi đi, nhưng trở về lại mắc nhiều triệu chứng lạ, lúc nhớ lúc quên. Kể từ ngày nhận giấy triệu tập lên cơ quan cảnh sát điều tra 20 tháng 9 năm 2003, bị buộc phải ký giấy tự thú nhận tội tiễn người, trải qua hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, rồi những năm dài thụ án ở trại giam Kế, tỉnh Bắc Giang, trại giam Vĩnh Quang, tỉnh Vĩnh Phúc, đến khi được thả tự do vào mùng 4 tháng 11 năm 2013. Tổng cộng ông Trấn đã ngồi tù oan hơn 10 năm, chính xác là 3.699 ngày. Một ngày ở tù, nghìn thu ở ngoài. Trong 3.699 ngày oan trái ấy, ông Trấn và cả gia đình vợ con ông đã trải qua những tuổi buồn gì? Hành trình giải oan của ông đã có những lúc tưởng như tuyệt vọng ra sao? Và niềm tin vào công lý, sự kiên trì đáng kinh ngạc trên con đường đi đòi lại tự do, cuối cùng đã giúp ông thoát khỏi tù ngục như thế nào? Vì sao ông Nguyễn Thành Trấn buộc phải nhận rồi để xảy ra vụ việc oan sai đau lòng như vậy? Hãy cùng làm rõ ngay sau đây. Cách đây hơn 10 năm, tối ngày 15 tháng 8 năm 2003, tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, bất ngờ xảy ra một vụ tiễn người. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hát, sinh năm 1972, một phụ nữ bỏ chồng, xinh đẹp và loại nhất thôn. Địa điểm xảy ra vụ án là cái quán nước đầu thôn, nơi nạn nhân bán hàng và sống cùng cậu con trai mới 17 tháng tuổi. Đi theo đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang đến khu công nghiệp Đình Chám thì rẽ trái tìm về huyện Việt Yên. Dọc hai bên đường bán đầy bánh đa Kế. Hỏi xã Nghĩa Trung ở đâu, nhiều người không biết, nhưng hỏi làng ông Trấn thì ai cũng nhiệt tình chỉ ngay. Thôn Me trông thật hiền lành như cái tên dân dã của nó. Đường đất ven đê, dăm lò gạch núp súp, cái cổng thôn đơn giản với hai trụ xây bằng gạch đỏ để trần. Trên sân bóng đầu thôn, vài con bò thản nhiên gặm cỏ. Ngay sát sân bóng có vài cái quán nhỏ bán chè, nước giải khát, bia, vật tư nông nghiệp. Trong dãy đó có quán của nạn nhân Hát, hôm nay khóa cửa im ỉm. Và cả quán của nhà ông Trấn, bà Phạm Thị Vì, mẹ ông Trấn, sinh năm 1942, đang ngồi trông hàng. Người làng bảo cảnh vật rất ít thay đổi, dường như câu chuyện đau thương ấy mới xảy ra hôm qua. Ông Trấn non già và khắc khổ hơn cái tuổi 62 của mình. Ông sinh năm 1961, dáng người gầy yếu, nước da bấy bấy, rất đặc trưng của những người ở lâu trong phòng kín. Đôi mắt ẩn ợn nước, giọng run run, ông bảo: "Trước khi bị bắt, tôi cân nặng hơn 60kg, giờ chỉ còn hơn 50kg thôi, lại thêm cái chứng đau đầu, lúc nào cũng quên quên nhớ nhớ." Dấu ấn của hơn 10 năm tù oan có lẽ để lại khá rõ nơi ông. Chiều tối 15 tháng 8 năm 2003, thôn Me như vui hơn bởi có trận đá bóng, cái quán nhỏ của vợ chồng ông Trấn cạnh sân cũng tấp nập hơn. Khoảng hơn 6 giờ chiều thì trận bóng tan, trời vẫn còn sáng. Đến lúc khách khứa vãn một chút, bà Chiến là vợ ông Trấn bảo chồng đi lấy nước. Theo lời bà Chiến, lúc đó tầm 18:30, ông Chiến lấy hai cái thùng nhựa buộc hai bên đằng sau chiếc xe đạp đi vào xóm đến nhà bà Viễn xin nước. Trên đường đi có ngang qua nhà chị Hát, lấy được nước về, ông lại quay về quán, rồi sau đó về nhà ở trong làng nghỉ. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, trong thôn rộ lên tiếng hô hoán, con Hoan qua đời rồi. Bà mẹ của nạn nhân sống ở nhà bên cạnh là người đầu tiên đến hiện trường. Tại đây, mọi người thấy nạn nhân ở trong nhà với nhiều điều xót xa. Ngoài ra, dưới nền nhà vẫn còn nhiều vết để lại. Khỏi phải nói vụ án làm cái thôn Me bình yên ấy xôn xao như thế nào. Đi đâu người ta cũng bàn tán, dò hỏi, đưa ra các giả thuyết. Ai là hung thủ, ra tay khi nào, vì sao, cướp của, tình cờ hay là ân oán gì? Bao giờ thì công an tóm được hung thủ? Các tổ trinh sát điều tra của công an huyện liên tục xuống làm việc với quyết tâm phải phá vụ trọng án này nhanh nhất, sớm trả lại sự bình yên cho thôn Me. Nhiều nhân chứng được mời lên huyện lấy lời khai. Khi vụ án xảy ra, ông Trấn tội nghiệp vẫn hết sức vô tư. Ngay tối 15 tháng 8, khi mọi người hô hoán, người nhà chị Hát còn nhờ ông Trấn gọi điện thông báo cho người thân.
Quán ông Trấn có dịch vụ điện thoại công cộng. Đến khuya, khi công an xuống làm việc, mọi người còn bảo ông Trấn đi nấu cháo gà. Ngày hôm sau, ông Trấn còn đánh xe ngựa chở quan tài về mai táng cho chị H. Đến ngày 30 tháng 8, đến lượt ông Trấn lần đầu tiên nhận được giấy mời lên công an huyện Việt Yên làm việc. Họ hỏi ông có biết gì về vụ cô H qua đời không? Tất nhiên, ông trả lời không biết. Đến ngày 20 tháng 9, ông lại nhận được giấy triệu tập, lần này là triệu tập rồi. Đến ngày 29 tháng 9 thì tin đâu như sét đánh ngang tai, loang ra khắp cả làng, chính là ông Trấn tiễn người. Hôm sau, chị Chiến, vợ ông Trấn được công an gọi lên cho đọc một lá đơn, nghe một đoạn băng do chính ông Trấn viết và khai nội dung là ông xin tự thú đã tiễn chị H. Công an hỏi, đúng chữ chồng chị không? Đúng tiếng chồng chị không? Vậy thì về thôn Hạ Gối xin lỗi gia đình bị hại đi, không thì chồng chị sẽ bị dựa cột đấy. Chị gào khóc, không, các anh nhầm rồi, không phải chồng tôi tiễn người, các anh nhầm rồi. Ngày 9 tháng 5 năm 2014, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đặng Thế Vinh, nguyên là kiểm sát viên, thụ lý chính vụ án oan sai của ông Trấn và ông Trần Nhật Luật, thượng tá, phó trưởng công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Cả hai bị can bị khởi tố bắt giam để điều tra về hành vi cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án. Từ đó, ông Trấn đã được minh oan. 9 ngày bức cung kinh hoàng. Khi được hỏi vì sao không tiễn người mà ông lại viết lá đơn tự thú ngày 29 tháng 9 ấy, trái với lời lẽ nhắc gừng yếu ớt bình thường, giọng ông Trấn bỗng lưu loát hẳn lên. Chắc hẳn đoạn phim đau thương đó đã tua đi tua lại đậm nét trong trí nhớ ông suốt bao năm qua. Ngày 20 tháng 9 tôi lên huyện, công an lấy dấu chân, dấu tay của tôi rất nhiều lần, rồi hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần. Tối họ cho về, ngày hôm sau lại lên, gặp cán bộ Nguyễn Hữu Tân, lại dấu chân, dấu tay, rồi dùng luật rừng. Tôi kêu, tôi có tiễn người đâu mà các anh bắt tôi nhận. Cán bộ Tân bảo, ông không phải cãi. Từ đó các cán bộ Nguyễn Văn Dũng, Ngô Đình Dung, Đào Văn Biên, Nguyễn Trung Thành, Tuyến, Trần Nhật Luật thay nhau túc trực suốt 4-5 ngày đêm liền bức cung. Sau đó suốt cả tháng họ bắt ông Trấn diễn, họ làm mẫu cho ông diễn. Đến ngày 30 tháng 10, tại trại kế, họ dựng lại hiện trường, bắt ông diễn lại từ đầu tới cuối, rồi chụp ảnh ghi hình. Hai phiên tòa xét xử phạm nhân Nguyễn Thành Trấn diễn ra tại Bắc Giang ngày 26 tháng 3 năm 2004 sơ thẩm và 27 tháng 7 năm 2004 phúc thẩm thu hút rất đông người dân tham dự. Sau này lật lại hồ sơ vụ án, ai cũng có thể thấy là quá trình điều tra cũng như các bản cáo trạng luận tội đều bộc lộ hàng loạt sơ hở, thiếu sót. Trong suốt 10 năm đằng đẵng, người nông dân vô tội Nguyễn Thành Trấn từ người minh mẫn, khỏe mạnh đã trở thành ông lão mắc nhiều bệnh lạ. Suốt 10 năm ấy, ông Trấn ngồi trong tù khổ đã đành, còn ở làng Me, gia đình ông cũng nhận nhiều buồn phiền không kém. Ra đường không dám ngẩng mặt lên, dỗ chạp trong họ không được đến dự, chịu bao oán hờn và kinh tế suy sụp. Ly kỳ hành trình kêu oan, cuối cùng cũng gặp bao công. Gần 10 năm kêu oan ròng rã, hàng trăm lá đơn xếp thành chồng tại các cơ quan tố tụng, ông Trấn thụ án trong trại thấm thoát cũng đã gần 10 năm. Gia đình kêu không phải ông Trấn tiễn người, vậy thì là ai? Mọi cố gắng đi tìm sự thật suốt 10 năm gần như đều rơi vào ngõ cụt. Ngay cả người kiên trì nhất cũng không khỏi có những lúc nản. Chính vào lúc đó, trò đời bức vách có tai, cái kim trong túi lâu ngày lòi ra. Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người. Trong hành trình phá án giải oan cho ông Nguyễn Thành Trấn, không thể không nói đến hai nhân vật đặc biệt. Người thứ nhất là ông Thân Ngọc Hoạt, sinh năm 1958, anh em đồng hao với ông Trấn, lấy chị ruột của bà Chiến. Người thứ hai là bà Thân Thị Hải, chị ruột ông Hoạt. Bà Hải là con gái thôn Me nhưng đi lấy chồng xa, sống ngoài Hà Nội. Chồng bà trước kia cũng làm trong ngành tư pháp. Bà là chủ doanh nghiệp, lái ô tô veo veo, rất có kinh nghiệm, lui tới chốn cửa quan. Trong ban chuyên án gia đình, ông Hoạt là người tổ chức và chỉ đạo, bà Hải là người tư vấn định hướng cùng đồng hành, còn bà Chiến, vợ ông, là vai chính, thu thập chứng cứ ở cơ sở. Chính vì thế, bộ ba phá án này đã vạch trần được thủ phạm chính và thế lực đứng sau che đậy đổ oan cho chồng bà.